đã biết ý đồ của chư vị, huống chi yêu thánh tể thiên mặt mũi, ta tự nhiên cũng là muốn cho, chỉ là muốn đạt được sự duy trì của ta, các hạ còn cần thông qua một cái khảo nghiệm. Nữ yêu thánh diện mạo tuyệt mỹ này trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cũng không phải cái loại tính tình quanh co lòng vòng, chiếm được ánh mắt khác của Từ Dương. Để ta đoán xem, nếu phán đoán của ta không sai, ngươi hẳn là sẽ mời ta cùng tiến vào phủ đệ của ngươi, hoặc là ngươi biên chế ra một đạo mộng cảnh vì ngươi hóa giải ngăn cản ngươi mấy vạn năm một đạo bình chướng Lời này của Từ Dương vừa ra khỏi miệng, tuyệt mỹ nữ yêu thánh trước mắt lập tức đứng tại chỗ. Người được đánh giá như thế nào? Từ Dương cười mà không nói, trực tiếp trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, liền lưu lại cho mấy đồng bạn bên cạnh một đạo linh hồn truyền âm. Sau đó bản thân hắn cùng với tuyệt mỹ nữ yêu thánh trước mắt đồng thời hóa thành một đạo sóng biển hai người tự tiêu tan hình thái thân ảnh nguyên bản, cứ như vậy không hiểu sao biến mất ở trước mặt mọi người. Đương nhiên yêu thánh cùng từ dương hành động như vậy hiển nhiên là không có định ý đáng nói, ngay khi hai người hóa thân hình tất cả yêu tộc chung quanh đều thu hồi binh qua hoàn toàn có thái độ hữu hảo cũng không có tiếp tục làm khó hai người tiêu tương cùng thiếu nữ thành lãnh bên cạnh hiển nhiên mọi người đã đạt thành sự đồng thuận nào đó trong tiềm thức hợp tác hợp tác được thiết lập hẳn là rất nhanh sẽ nhanh chóng đạt được khi từ dương cùng tuyệt mỹ nữ yêu thánh khải hoàn trở về lấy thực lực của hai người từ dương chẳng qua xoay người hai người liền một lần nữa đi tới bên trong thủy tinh cung ở phía dưới kính tâm hồ độc quyền của tuyệt mỹ nữ yêu thánh không biết Thủy tinh cung điện vô cùng rộng rãi này trên thực tế chính là tuyệt mỹ nữ yêu thánh này, bằng vào tu vi mấy vạn năm tích lũy của mình, tạo ra mộng cảnh. Nếu không ai có thể ở sâu dưới nước này áp lực sóng biển bàng bạc như vậy, thành lập ra cung điện tinh xảo như vậy đây. Mộng cảnh có thể chịu đựng cường độ như vậy, đủ để chứng minh nữ yêu thánh trước mắt này bản thân có được thực lực cũng tương đối cường hãn, ít nhất so với yêu thánh Tể Thiên cũng không kém một chút nào. Thời điểm hai người lần nữa xuất hiện ở giữa cung điện, tuyệt mỹ nữ yêu thánh không còn nữa thái độ cao lãnh như vậy thịnh khí lăng nhân tựa hồ ở bên cạnh từ dương nghe đầu này lại khôi phục bộ dáng tiểu nữ nhân ta liếc mắt một cái liền nhìn ra được thực lực của các hạ vừa xa chúng ta xem ra ngài thật lòng muốn dựa vào sức ảnh hưởng của mình trợ giúp côn cô luân thần đạo hóa giải mâu thuẫn ngang dọc giữa nhân tộc và yêu tộc vô số năm dựa theo phán đoán của ta thực lực của ngài hẳn là tối thiểu cũng có thể đạt tới cấp bậc của hạng mười thánh đồ từ dương mỉm cười gật đầu những bài danh kia chẳng qua chỉ là hư ảo mà thôi Ta căn bản không thèm để ý, chỉ là tầng tai nạn trong mộng cảnh ngươi này, quả thật so với trong tưởng tượng của ta còn cứng cỏi hơn nhiều, muốn vì ngươi hóa giải tầng tai nạn này, nhất định phải làm cho linh hồn phong ấn trong cơ thể yêu tộc mạnh mẽ tách ra. Nói cách khác, ngươi sẽ mất đi sức mạnh của cấp bậc yêu thánh mà ngươi có trong thời gian tới, tương đương với việc để cho ngươi một lần nữa tiến hành tu luyện một lần nữa. Bất quá một khi ngươi thành công mà nói, ngươi trên người có được tất cả tai nạn đều sẽ hoàn toàn phá vỡ, đến lúc đó thân thể yêu tộc cùng với linh hồn nhân tộc sẽ ở trên người ngươi hoàn mỹ dùng hợp thành một chỉnh thể hoàn toàn mới. Khi đó thực lực ngươi sẽ vượt xa tất cả yêu tộc trong côn luân thâm uyên, cái gọi là xếp hạng lực lượng cấp 10 cũng không cách nào thỏa mãn ngươi. Đương nhiên quá trình này gian khổ cỡ nào, có thể tưởng tượng được, ở địa giới côn luân thâm uyên này, một khi ngươi mất đi sức chiến đấu ban đầu, chờ đợi ngươi sẽ là vận mệnh bị vô tình cắn nuốt. Nói cách khác, cần một người đủ cường đại, che chở ngươi an toàn vượt qua giai đoạn suy yếu mạnh mẽ chia lề này. Nữ yêu thánh nhãn sóng lưu chuyển cuối cùng đem ánh mắt của mình rơi vào trên người Từ Dương. Không biết các hạ có thể mang cho ta một cơ duyên như vậy hay không? Nếu ngươi thật sự nguyện ý làm nơi che chở của ta, như vậy khi ta một lần nữa khôi phục tới thực lực đỉnh phong, ta sẽ dẫn hết mình cả đời đi theo bên cạnh các hạ, mặc kệ có thể ở bên cạnh ngài đóng bất kỳ vai trò nào, ta đều cam tâm tình nguyện. Trên thực tế lời này của nữ yêu thánh đối với Từ Dương mà nói đã có tác dụng ám chỉ đầy đủ, mặc kệ đóng bất kỳ nhân vật nào, vậy thì tương đương với nữ nhân có thể làm Từ Dương thậm chí là nô bộc của hắn, tùy tùng của hắn, tất cả mọi thứ của hắn. Đương nhiên từ dương ngược lại không để ý những thứ này, nhưng hắn luôn cảm thấy mình cùng nữ yêu thánh trước mắt này tồn tại một ít duyên phận nói không nên lời, ngay khi nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, từ dương sẽ có một loại cảm giác thân cận khó hiểu. Bỗng nhiên làm cho hắn nhớ tới đã từng, cũng là nữ đệ tử duy nhất mình đi lại trên đường tu luyện thu hoạch, chỉ là hiện giờ bạch cô nương đang ở nơi nào, từ dương sớm đã vô kế khả tìm. Có lẽ nàng đã bị bao phủ trong mấy chục vạn năm lịch sử phủ bụi, khó tìm hơn nữa nhìn thấy nữ tử trước mắt này diện mạo cơ hồ hoàn mỹ này từ dương bất đắc dĩ thở dài không khỏi cùng nha đầu này nói đến chuyện cũ năm đó mình sáng lập tông môn thu bạch cô nương làm đồ đệ thậm chí còn tự mình lấy cửu thiên thần liên trợ giúp bạch cô nương trọng tố thân thể khởi từ hồi sinh quá khứ chỉ là thương hải tăng điền bạch câu qua khe hở trước mắt đã là chuyện mấy chục vạn năm trước thôi ngươi nếu nguyện ý bái ta làm sư phụ ta sẽ phá lệ thu ngươi làm đệ tử thứ hai của ta như vậy vi sư sẽ có đủ lý do đem ngươi mang theo bên người che chở ngươi một lần nữa khôi phục thực lực đỉnh phong của mình nữ yêu thánh nghe vậy lập tức quỳ xuống đất với từ dương hai tay bao trùm trước ngực mình hiển nhiên là đang dùng lễ tiết trí cao đặc thù của yêu tộc hướng từ dương đỉnh lễ bái lại đồ nhi đã gặp sư tôn thỉnh sư tôn ban danh từ dương thở dài một tiếng từ hôm nay trở đi ngươi gọi là bạch lên đi nói xong lòng bàn tay từ dương nhẹ nhàng vung lên từ trong không gian chữ vật của mình lấy ra một đóa bản thể vạn niên thánh liên đây là lúc hắn trợ giúp tiểu hoa đoạt được địa vị lãnh tụ thiên sứ nhất tộc ở trong căn cứ thiên sứ nhất mạch trong lúc vô tình thu thập được một đóa cực phẩm thánh liên nguyên bản không thuộc về sản phẩm của thế giới chủ đại lục nhưng thánh liên này dùng để trọng tố thân thể chính là cực phẩm khó thấy nguyên bản từ dương là dự định dùng một đóa thánh liên này trợ giúp tiểu hoa trọng tạo thân thể chỉ là thực lực của tiểu hoa nhập tấn đã vượt qua cực hạn mà đóa thánh liên này có thể chịu đựng ngược lại dùng trên người nha đầu trước mắt này xem như là một lựa chọn hoàn mỹ. Bởi vậy Từ Dương cũng căn cứ vào tên Thánh Liên này đổi tên cho nha đầu này, cái tên Bạch Liên cũng sẽ ở ngày sau đi theo nữ yêu Thánh, mang đến cho nàng lần thứ hai chân chính tân sinh. Trên thực tế dựa theo hệ thống tù luyện đặc thù của cô Luân Thần Đạo, một khi nhân hồn cùng thân thể yêu tộc ràng buộc, các người không có năng lực và tư cách, chủ động thông qua tu luyện của mình để phá vỡ xưởng dích như vậy. Bởi vậy loại trừng phạt này cũng bị ý chí 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 cao đặc thù của Côn Luân Thần Đạo áp chế, mà kệ các người tu luyện thiên phú mạnh cỡ nào, bằng vào năng lực của mình vĩnh viễn cũng không có khả năng thoát ly thân thể yêu tộc ràng buộc, để cho nhân hồn của mình cùng thân thể tách ra. Nhưng trong không gian mộng cảnh của người, ta lại có thể đem thực lực của mình phát huy đến cực hạn, như vậy cho dù là che đậy ý chí trí cao thần, cũng không phải không có khả năng thực hiện. Hơn nữa người độc quyền tu luyện công pháp, có thể làm cho một bộ phận linh hồn bổn nguyên của người sớm thoát ly khống chế, vì ngươi sáng tạo ra điều kiện độc nhất vô nhị như vậy. Đổi lại là yêu thánh tề thiên, những tên kia, mặc dù ta có lòng ra tay, trợ giúp bọn họ giải trừ gợt phong ấn trên người, cũng nhất định sẽ kinh động trí cao thần ý chí. Nói như vậy, ngược lại sẽ bởi vì lực lượng của ta tồn tại, làm cho cả côn luân thần đạo đối với yêu tộc bên trong côn luân thâm uyên các ngươi mang đến tài họa phạm vi lớn. Nhưng bây giờ phương pháp này dùng trên người ngươi lại hoàn toàn có thể thực hiện, lại nói tiếp đây hẳn là coi như là người giữa ta đặc thù một hồi duyên phận. Cũng chính vì ngươi có điều kiện căn cơ như vậy, ta mới lựa chọn phá lệ thu ngươi làm đồ đệ trợ giúp ngươi sớm vượt qua kiếp nạn này. Bạch Liên đối với Tử Dương đó là muôn vàn cảm kích, không biết Tử Dương làm như vậy có một mặt là bởi vì nhìn thấy nhà đầu trước mắt này sẽ làm cho hắn nghĩ đến bạch cô nương trước kia, nữ đệ tử duy nhất đóng cửa. Mặt khác nguyên nhân là muốn mau chóng được vạn yêu tộc bên phía kính tâm hồ duy trì, dù sao Bạch Liên cũng là một trong số ít yêu thánh cấp 10, có đội hình cơ sở mà hắn và Tề Thiên tối thiểu đàm phán với đám lão ngoan cố côn luân thần đạo cũng coi như thành hình. Người hơi chuẩn bị một chút đi, đem lực lượng mạnh nhất của người phóng thích chung quanh thủy tinh cung điện trong mộng cảnh này cứ như vậy mặc dù lực lượng ta phóng thích ra vượt qua cực hạn của thủy tinh cung này cũng không đến mức nháo ra động tính quá lớn tránh kinh động ý chí trí trí cao của côn luân thần đạo trước nói như vậy nhất định sẽ mang đến một ít phiền toái không cần thiết cho việc đàm phán của hai tộc nhân yêu tiếp theo của chúng ta bạch liên yêu thánh lập tức gật gật đầu sau đó chỉ thấy chung quanh thân thể hắn nhanh chóng dấy lên từng đạo từ hắc sắc quang mang nhanh chóng bao trùm chung, chung quanh thủy tinh cung điện bên trong bên ngoài hình thành ba đạo bảo hộ tầng đủ mạnh dẻo dai. Những tầng bảo hộ này trên thực tế chính là Bạch Liên muốn sinh ra sinh mệnh lực tinh hoa của mình dung luyện mà thành, xa xa không có một kích không chịu nổi như trong tưởng tượng. Sau khi có điều kiện, Từ Dương lần nữa tự mình ra tay, ngưng tụ ba đạo phong ấn vô cùng cường hãn, chỉ là ba đạo phong ấn lực này hoàn toàn là nhằm vào chính mình cùng Bạch Liên ngưng tụ mà thành, tránh cho có bất kỳ biến cố nào khác sinh ra. Cứ như vậy điều kiện kỹ thuật vì nha đầu này nghịch thiên cải mệnh cũng đạt thành. Từ Dương cũng không hao phí thời gian nhiều hơn, đường nét thánh liên trong lòng bàn tay chậm rãi hiện lên. Trong đầu Từ Dương không khỏi nhớ tới quá khứ từng mình làm bạch cô nương, lấy thánh liên trọng tố sinh mệnh lực, trong lòng cũng là một trận thổn thức. Rất nhanh trước mắt từng đạo thánh liên vô cùng tinh xảo này bắt đầu dưới tinh thần hướng dẫn của Từ Dương, chậm rãi tan rã thành một đạo, lại một đạo thủy tinh tinh thể vô cùng thông thấu, hòa tan vào trong thân thể bạch liên trước mắt. Cùng lúc đó thân thể yêu tộc nguyên bản của nàng cũng bắt đầu dần dần trở nên thông thấu, cuối cùng dưới ảnh hưởng của pháp tắc chi lực vô cùng cường đại của từ dương bắt đầu nhanh chóng hòa tan lúc này đây vì tạo ra hoàn cảnh trong sinh hoàn mỹ nhất cho bạch liên từ dương trực tiếp vận dụng quy luật trí cao luân hồi kính của mình phối hợp với thái cực đồ đằng của mình đúng là đồng thời thu nạp nhân hồn và yêu thân của bạch liên cũng chính là hai bộ phận lực lượng hạch tâm nhất trong toàn bộ sinh mệnh lực của nàng sau khi trải qua lực lượng luân hồi cảnh tẩy trại thăng hoa cùng rèn luyện một lần nữa dung nhập vào bên trong những tinh thể màu trắng này khi bạch liên lại một lần nữa từ trong cơ thể hắn huyễn hóa ra ý nghĩa bạch liên một lần nữa khôi phục linh hồn đã không còn bị thân thể yêu tộc của hắn hạn chế nữa chỉ là theo đó mà đến loại cảm giác trống rỗng cùng suy yếu này làm cho linh hồn tân sinh của bạch liên có chút mù quáng trời ơi khó có thể tưởng tượng tuy rằng ta tránh thoát cái loại hạn chế này thế nhưng theo đó cùng biến mất đồng dạng cũng có nội tình tu luyện tích cóp mấy chục vạn năm qua của ta quả nhiên giống như lời ngươi nói nếu không có ngươi mà nói với trạng thái trước mắt của ta, chỉ sợ chỉ cần ta đi ra khỏi thủy tinh cung điện này, sẽ lập tức bị những yêu tộc cường đại kia phân mà ăn. Bạch Liên thật sự vừa kinh hỉ vừa sợ hãi, không biết nàng là thập cấp yêu thánh, không chỉ một lần muốn thông qua thiên phú cùng thực lực của mình phá vỡ linh hồn phán xét của trí cao thần từ cô Luân Thần Đạo. Nhưng nàng không có dũng khí làm ra thử nghiệm như vậy, bởi vì nếu không có tử dương ở đây, bọn họ một khi làm ra phương diện này cố gắng, sẽ đơn phương tích phát trí cao thần ý chí thức tỉnh trong khoảnh khắc đem linh hồn bọn họ xé rách thành nát bấy từ xưa đến nay cũng không phải là không có cường giả cấp bậc yêu hoàng đủ cường đại thử qua nhưng những người đó cơ hồ đều là kết cuộc tan thành mây khói nào có ai có thể thành công dù sao yêu tộc dù cường đại thế nào cũng tuyệt đối không cách nào chống lại ý chí trí trí cao thần nhưng hôm nay bị tất cả yêu tộc xem là hành động hy vọng xa vời dưới sự can thiệp của thực lực cấp bậc nghịch thiên của từ dương rốt cục biến thành hiện thực nhưng sư tôn tuy rằng hiện tại ta đã thành công tránh thoát phong ấn trí cao thần, nhưng một khi ta lấy bộ dáng hiện tại xuất hiện ở trước mặt yêu tộc khác, tất nhiên vẫn sẽ bại lộ. Từ dương cười khẽ một tiếng. Có ta ở đây, ai có thể nhìn ra sự khác thường trên người ngươi, mặc dù nhìn ra thì làm sao? Ngươi căn bản không cần để ý đến trạng thái hiện tại của ngươi, chỉ cần bảo trì tâm cảnh nguyên bản của ngươi, đạt tới cảnh giới tâm thần như một, như vậy tiến độ tu luyện lần thứ hai của ngươi sẽ nhanh hơn trước trăm ngàn lần không đến vài năm nữa là có thể khôi phục lại trạng thái thực lực đỉnh phong từ nay về sau không có vấn đề gì ngươi đã trải qua ngươi chỉ cần nhớ một điều đó là ngươi sư tôn tên là từ dương hiện giờ trong đạo thánh liên bản thể này phong ấn một tia bản nguyên tinh thần lực của ta cho nên tương lai bất luận ngươi ta ở nơi nào chỉ cần ngươi có nguy hiểm tinh hoa sinh mệnh lực thánh liên trong cơ thể bị uy hiếp ta đều có thể trước tiên đạt được cảm ứng có từ dương những lời này bạch liên tựa hồ lập tức chiếm được linh hồn vô cùng cường đại chống đỡ cả người hoàn toàn thả lòng tâm cảnh tự nhiên cũng khôi phục lại trạng thái nguyên bản thông linh đến cực hạn. Từ Dương nhìn thấy Bạch Liên tự động tự giác lại lâm vào trạng thái nhập định, lập tức thi triển không gian pháp tác giam cầm quỹ tích thời không trong không gian độc quyền của hai người vận chuyển, làm cho giờ khác này lâm vào vĩnh hằng. Tương đương với việc để Bạch Liên tiến vào trạng thái giác ngộ tại một thời điểm tĩnh lặng, hành động này xem như Bạch Liên vì mình tranh thủ được một cái khởi đầu gia tốc tu luyện từ đầu. Chỉ là không biết hắn lần này bộc phát nhảy vọt có thể tìm về mấy thành thực lực. Trên thực tế đối với Bạch Liên mà nói, chẳng qua chính là linh hồn thần du của mình trải qua quá khứ khi lần này thần du chấm dứt lại một lần nữa chậm rãi mở hai mắt thực lực chân chính của bạch liên đã khôi phục tới cường độ ngũ cấp yêu tộc phải biết rằng một ít yêu tộc thiên phú bình thường từ cường độ của yêu thú cấp một tu luyện tới cấp năm thậm chí cần một hai vạn năm thời gian nhưng đối với bạch liên bây giờ mà nói chẳng qua trong nháy mắt vĩnh hằng đã làm cho hắn một lần nữa khôi phục lại nội tình như vậy đương nhiên khoảng cách nàng khôi phục tới thập cấp yêu thánh thậm chí cảnh giới đỉnh phong mới còn có một đoạn đường rất dài phải đi nhưng ít nhất trong nhánh mắt thần du có thể làm cho bạch liên đạt được một lần cơ sở lực lượng bù đắp hơn nữa thiên phú đặc biệt của hắn cường độ thực lực ngũ cấp đủ để bạch liên có được trước mặt những đại yêu cấp bậc yêu hoàng trở lên bảo chỉ tư thái vương giả trước kia có lẽ là bởi vì thánh liên mang theo linh tính mang đến cho nha đồ này biến hóa hoàn toàn mới hiện giờ sau khi hoàn thành tái tạo thân thể nhan sắc bạch liên tựa hồ lại một lần nữa leo lên một đỉnh cao hoàn toàn mới Bạch Liên hiện tại ở phương diện nhan sắc đã không kém tiểu hoa chút nào, thậm chí so sánh với mỗi một nữ nhân mà Từ Dương từng có cũng không kém chút nào, đặc biệt là trong đám người yêu ma quỷ quái này, hơn nữa đem tư sắc một đời nữ yêu thánh của nàng có vẻ tuyệt đối vô song. Cho dù là tư tương cùng nữ tử thanh lãnh kia ở trước mặt Bạch Liên hiện giờ cũng có vẻ ảm đạm thất sắc, khi nàng một lần nữa đi theo bên người Từ Dương hiện ra mặt nước kính tâm hồ, tất cả yêu tộc chung quanh hoàn toàn trận tròn bắt cho dù là tiêu tương hai tuyệt mỹ nhân cũng theo bản năng đem ánh mắt lưu luyến trên thân thể bạch liên trời ạ à, người nữ tử này rốt cuộc đã trải qua những gì ta làm sao cảm thấy khí chất trên người nàng so với lúc mới xuất hiện lại rất khác nhau tiêu tương cũng ở một bên gật đầu đích xác là như thế thế gian lại có nữ nhân hoàn mỹ như vậy ngay cả người đồng tính như ta cũng cảm thấy hâm mộ không thôi hừ đừng tưởng rằng ta nhìn không ra ngươi hình như đối với người từ dương kia rất có hảo cảm lần này tốt rồi, nhiều hơn một nữ nhân như vậy, chỉ sợ ngươi lại muốn cùng Từ Dương phát sinh cái gì đó, chính là càng khó khăn hơn. Kết cấu của nữ nhân lạnh lùng kia đích thật là nhỏ, chẳng qua, tiêu tương đem những lời này nghe vào tai cũng không thèm để ý, vẫn lấy nụ cười điềm đạm đáp lại. Ta cùng tử dương các hạ chẳng qua quân tử chi giao nhạt như nước, ta thừa nhận trong lòng ngưỡng mộ các hạ, nhưng mà chính ta lấy thực lực cùng thiên phú của ta, chỉ sợ cả đời cũng rất khó truy đuổi bước chân của các hạ, có lẽ cũng chỉ có nữ yêu thánh này tồn tại như vậy mới có tư cách được các hại che trở đi. Tiêu tương nói lời này ngược lại có vài phần làm cho người ta đau lòng, đương nhiên Từ Dương đã sớm nhìn ra tâm ý của Tiêu tương đối với mình, nếu ông trời định duyên phận này, Từ Dương làm sao có thể bạc đãi mỗi người đi theo mình, chỉ là thời gian chưa tới, đại sự trước mắt còn chưa xử lý xong, Từ Dương cũng không có tâm tư đặt ở chuyện nữ nhìn tình trường này. Cung nghênh yêu vương hiển nhiên bên người vạn loại yêu tộc này ai nấy cũng đều thấy rõ trên người bạch liên loại biến hóa đặc thù này nói không nên lời này cho dù là mấy cửu cấp yêu hoàng kia cũng rất muốn thấy rõ chỗ khác thường trên người bạch liên dù sao có thể đạt tới cửu cấp yêu hoàng cường giả không ai không muốn tiến thêm một bước tiến vào thập cấp yêu thánh nhưng đối với tuyệt đại đa số bọn họ mà nói cửu cấp yêu hoàng chính là cảnh giới đỉnh phong cả đời của bọn họ có thể thành tựu yêu thánh vị trí cần không riêng gì thực lực cùng thiên phú còn có rất nhiều các loại nhân tố bên ngoài gia trì mới có khả năng thành công. Quan trọng hơn là cường giả yêu thánh thập cấp đỉnh cao sở dĩ hiếm thấy như vậy là bởi vì tiến vào yêu thánh thập cấp đột phá, cảnh giới tương đối hung hiểm, hơi sơ sẩy chính là kết cuộc hình thần câu diệt. Chờ đợi nghe rõ ràng, từ nay về sau từ dương các hạ chính là đạo sư tôn kính nhất của một yêu thánh, mệnh lệnh của hắn vừa là mệnh lệnh của ta, vừa là ý chỉ trí cao đối với vạn yêu tộc trong phạm vi kính tâm hồ, cũng chỉ có từ dương các hạ mới có thể vì toàn bộ côn luân thâm uyên hàng tỷ yêu tộc chúng sinh, tranh thủ được hòa bình chân chính. Ta hiện tại tuyên bố, sẽ lấy thân phận yêu thánh đi theo dưới trướng tử dương các hạ, trợ giúp các hạ hoàn thành yêu tộc cùng nhân tộc, mục đích của cuộc đàm phán thế kỷ này. Trong khoảng thời gian ta rời đi, trong phạm vi kính tâm hồ, tất cả mọi thứ của vạn yêu tộc đều do hắc cốt yêu hoàng quyết định, bản thân hắn có quyền tiên trảm hậu tấu, bất kỳ yêu tộc nào dám cãi lời mệnh lệnh của hắn, chính là ở chỗ ta đối nghịch. Có bạch liên một đạo mệnh lệnh này hạ xuống, Địa vị cùng lực ảnh hưởng của Hắc Cốc Yêu Hoàng cũng được tăng lên một bước, đương nhiên trong lòng hắn rất rõ ràng mình muốn thay thế Bạch Liên Yêu Thánh, đó là vĩnh viễn cũng không có khả năng. Quả nhiên, Hắc Cốc sau khi nghe Bạch Liên nói những lời này, liền lập tức ở trong hư không đối với Bạch Liên làm ra động tác bái lại. Xin các hạ yên tâm, ta nhất định không làm nhục sứ mệnh. Được rồi, sự vụ trong tộc đã an bài xong, sư tôn chúng ta lập tức khởi hành đi những bộ phận khác mời chào cường giả cấp bậc yêu thánh đi dựa theo phán đoán của ta trong trận doanh của chúng ta ít nhất cũng phải có bốn vị yêu thánh trở lên ra mặt mới có đủ lực thuyết phục nếu không lúc đại hoàng tộc trưởng lão bướng bỉnh căn bản sẽ không cho chúng ta đủ tôn trọng từ dương cũng nhẹ nhàng gật gật đầu không sai mặc dù do ta tự mình ra mặt nhưng phương diện yêu tộc nếu như không gom đủ trọng lượng kế hoạch hòa đàm lần này của chúng ta cũng rất khó đạt thành đã như vậy chúng ta bên này xuất phát đi từ dương vừa dứt lời lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên dưới chân quỷ cốc kỳ môn trận pháp lần thứ hai huyện hóa ra hình thái hoàn chỉnh trận pháp khí tức lập tức bao vây tiêu thương, nữ tử trong trẻo kia mấy người bao gồm tất cả mọi người hiện giờ mấy đại mỹ nữ cũng làm cho những yêu tộc chung quanh nhìn cực kỳ thèm thuồng trời ạ à, đây chính là mị lực của cường giả đứng đầu nhân tộc sao bên người đi tới đâu cũng sẽ có những tuyệt thế mỹ nữ vây quanh đây thật sự là hâm mộ bản yêu chết trong đó một thất cấp yêu tôn sắc mặt chăm chú nhìn trên hư không bóng lưng mấy người cao cao tại thượng rời đi nhịn không được phát ra cảm khái như vậy, không biết tên này chỉ nói ra đại bộ phận tiếng lòng yêu tộc hiện trường. Mặc dù bọn họ là yêu tộc, nhưng với tư cách là yêu tộc đẳng cấp cao, có được sinh mệnh thể trí tuệ hoàn chỉnh, bọn họ chưa từng thất tình lục dục như không có tộc nào. Nhưng bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần quy luật sinh tồn của yêu tộc không làm ra thay đổi căn bản, bọn họ vĩnh viễn cũng không có khả năng cùng nhân tộc có bất kỳ giao thoa hữu thiện nào, chỉ là hiện giờ từ dương xuất hiện mang đến cho những yêu tộc này kỳ vọng mới. Từ Dương mang theo ba mỹ nữ đứng đầu hóa thành hư không, một đạo vân quang rất nhanh liền biến mất trong phạm vi kính tâm hồ, hướng Long Khôn, Tiểu Hoa, mấy người trận doanh nhanh chóng chạy tới. Không biết giờ phút này Long Khôn, Tiểu Hoa cùng với ba người linh giao đã mang theo một thế hệ cường giả trẻ tuổi của Hiên Viên hoàng tộc và Yên Vũ hoàng tộc tiến vào khu vực yêu tộc tương ứng. Khí tức chung quanh tràn ngập lạnh như băng cùng túc sát, ngay cả đám mây trên bầu trời tương ứng cũng bị hắc sắc âm trầm bao trùm. Tất cả hiện tượng chung quanh đều bật ra một chút yêu tộc ẩn thân trong khu vực này nhất định có dục vọng giết chóc vô cùng khủng bố mà đạo giết chóc hán tu luyện càng làm cho yêu tộc trong phạm vi mấy chục vạn dặm chung quanh nghe tin mất mật không biết cái chỗ này vừa vặn chính là đạo chàng giết chóc yêu thánh có lực công kích mạnh nhất Cồn luân thâm uyên cùng tề thiên cùng bạch liên hai vị yêu thánh bất đồng vị yêu thú lấy giết chóc đặt tên cũng không có quần thể quản lý dưới chướng mình địa phương trong phạm vi mấy vạn dặm này đều chỉ là đạo tràng của một mình hắn những yêu tộc khác mà kệ loại nào dám tiến vào khu vực nhiễm máu này cũng có nghĩa là tử vong hàng lâm. Không xong, nơi này chỉ sợ là ngã xuống, hơn trăm vạn yêu tộc mới có thể ngưng tụ ra khí tức máu tươi nồng đậm khủng bố như thế, mặc dù là tu vi như vậy của ta tiến vào phía lĩnh vực này, đều sẽ theo bản năng sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông. Linh Giao nhịn không được mở miệng nói thầm một phen, phải biết rằng hắn cùng tiểu hoa cùng Long Khôn đã trải qua vô số sinh tử lệch lãm, mới đạt tới tu vi hiện giờ. Có thể làm cho ba người bọn họ cảm thấy có chức khủng hoảng, cũng đủ để chứng minh thực lực siết chóc yêu tăng này có bao nhiêu khủng bố ngay tại thời điểm hắn vừa dứt lời một đạo linh hồn khí tức vô cùng lạnh lẽo trong nháy mắt xuất hiện các người thật sự là lá gan thật lớn cư nhiên ngay cả địa bàn của ta cũng dám tiến vào thật sự là sống không kiên nhẫn sao thanh âm lạnh lẽo đến cực điểm này vừa phát ra liền mang đến cho mấy người một loại rung động khó hiểu đó phẳng phất là một loại thanh âm như khóc như kề nhưng rõ ràng phối hợp với loại ngữ điệu lạnh như băng âm trầm truyền ra mang đến cho người ta kinh hồn táng đàm đồng thời cũng có thể làm cho người nghe cảm nhận được một loại bi thương khó hiểu. Tiểu Hoa, trước tiên liền có một loại suy nghĩ hoàn toàn mới, có lẽ linh hồn ở cuối một mảnh huyết hải thâm uyên vạn dặm này, hẳn là cũng là một người mất mắt không biết đến quá khứ ảm đạm. Cũng vào giờ khắc này, mấy người từ dương cũng đã xuất phát từ kính tâm hồ bên kia, nhưng càng tiếp cận phiến lĩnh vực này, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi lại càng nồng đậm. Sư tôn ngươi có điều không biết, yêu thánh tên là khắp huyết kia là một tên gia hỏa cực kỳ cổ quái, thực lực cường đại không nói, nhưng thán tựa hồ đối với bản thân yêu tộc tràn ngập địch ý. Từ dương nghe vậy nhẹ nhàng gật gật đầu. Không sao, mỗi một hồn có thể ở trong trạng thái quất nhục như vậy sinh tồn mấy chục vạn năm, nhất định ở sâu trong nội tâm đều sẽ có oán niệm cực kỳ cường đại, nếu không cái gọi là kiếp nạn ngàn năm cũng không có ý nghĩa, chúng ta vẫn nên bước nhanh, mau chóng hợp với bọn họ đi. Lúc đó, từ hoa đã khẩn cấp muốn vạch trần tấm màn tre của cường giả thần bí này, trước mắt một đạo kim sắc quang mang rực rỡ nhanh chóng hiện ra chỉ thấy tiểu hoa cứ như vậy đạp dấu chân màu vàng trên hư không, hướng về phía vực sâu nơi thi sơn huyết huyết hải chung quanh, nhanh chóng đi tới, mà nương theo tiểu hoa không ngừng xâm nhập vào sâu trong cái gọi là huyết hải tận địa, một đạo linh hồn cảnh cáo cũng một lần lại một lần phóng thích ra. Chỉ là chỉ dựa vào một cỗ uy áp tinh thần cường đại này, tiểu hồ còn khó có thể ngăn cản bước chân cố ý muốn tiến lên của tiểu hoa, dù sao tiểu hoa cũng cần một trong bốn người trong đoàn đội tử dương có thực lực cường đại nhất. Cho dù là Long Khôn hiện giờ đã nắm giữ tinh thần lực hoàn chỉnh, muốn chân chính chiến thắng tiểu hoa cũng phải hao phí khí lực tương đối lớn. Quan trọng hơn là tiểu hoa chính là sự tồn tại của thần chi lĩnh vực trong hệ thống pháp tác tu luyện nguyên thủy của tổ quốc đại lục mấy chục vạn năm trước. So với hắn sớm hơn 10 vạn năm, người như vậy có được tinh thần cảnh giới cùng cường độ linh hồn, cũng căn bản không phải yêu thánh siết chóc vô số yêu tộc đồng loại trước mắt này có thể dễ dàng chiến thắng. Quả nhiên, theo tiểu hoa không ngừng tiếp cận thâm uyên lãnh địa của hắn, cường giả cấp bậc yêu thánh ẩn sâu trong máu tanh cùng tội nhiệt rốt cục ý thức được lúc này đây chỉ sở địa bàn của mình tới một ít đại nhân vật không bao giờ làm những chuyện giấu đầu lộ đuôi nữa liền hóa thành một đạo hắc sắc quang mang trong nháy mắt thoát ly thâm uyên của mình một lần nữa huyền hóa ra bản thể hoàn chỉnh hình dáng của người này cực kỳ kỳ quái từ đầu đến chân đều là do một cỗ năng lượng đặc thù đen kịt như màu mực thành lập mà thành cho dù là ngũ quan bộ dạng của hắn cũng không có cách nào nhìn kỹ càng không rõ ràng hàng này rốt cuộc là loại sinh mệnh thể nào trong yêu tộc tiến hóa ra hình thái nói tóm lại hắn làm cho người ta có một loại cảm giác thần bí khó lường lại kinh khủng như vậy lương đeo hai tay cao chừng hai thức sinh mạnh thể nhìn không ra đường nét mặt mày hắn càng không cách nào phán đoán ra tâm tình ba động của hắn chỉ là thanh âm khàn khàn của hắn lần nữa mở miệng tiểu hoa cũng theo đó dừng bước đi tới các hạ thực lực rất mạnh hơn nữa nắm trong tay lực lượng quang minh hẳn là cường giả thần bí đến từ kỷ nguyên cổ xưa của văn minh chủ đại lục không biết loại tồn tại cấp bậc này lần này tiến vào côn luân thâm uyên cái gọi là chuyện gì khóe miệng tiểu hoa nhẹ nhàng nhích lên chứng minh lúc này khi đối mặt với người này nàng vẫn duy trì tâm tính tương đối bình thản cũng không có ý định lập tức mạnh mẽ ra tay với đối phương dù sao tiểu hoa cũng là một người tâm tính tương đối trầm ổn hắn biết rõ lần này đoàn đội của mình đến nơi này cái gọi là chuyện gì rõ ràng mục đích của mình cũng sẽ không gặp phải tình huống đặc thù trở nên bối rối từ đó đưa ra quyết định làm cho cục diện khó có thể thu thập người không cần phải địch với ta chúng ta không phải là để khiêu khích người uy nghiêm mà là dự định cùng ngươi cùng nhau thương thảo, vì vạn chúng yêu tộc trong côn luân thâm uyên sáng lập một tương lai càng thêm tốt đẹp. Muốn làm được điểm này, vậy chỉ có thể tìm cơ hội đàm phán với nhân tộc côn luân thần đạo, sáu đại thống trị hoàng tộc, yêu cầu bọn họ bãi bỏ tra tấn ràng buộc giữa nhân hồn và linh hồn yêu thú, căn bản giải quyết mâu thuẫn giữa nhân tộc và yêu tộc. Nếu mục đích này có thể đạt được, như vậy cái gọi là kiếp nạn ngàn năm cũng sẽ không còn tồn tại, nhân tộc cùng yêu tộc có thể vĩnh viễn cùng chung sống hòa bình trong phạm vi côn luân thần đạo năng lượng thể màu đen nghe vậy đầu tiên là dừng lại nửa khắc sau đó lại vô cùng càn rỡ càn rỡ nở nụ cười mâu thuẫn giữa nhân tộc và yêu tộc làm sao có thể là người động một cái miệng điệu điệu đầu lưỡi là có thể hóa giải nếu thật sự dễ dàng như vậy cái gọi là luân hồi ngàn năm này chỉ sợ đã sớm bị trấn áp trong thanh âm phản kháng rồi ngươi không cảm thấy ngươi nói ra những lời như vậy thật sự rất buồn cười sao tiểu hoa hơi lạnh một tiếng nơi nào có áp bách thì nhất định sẽ phản kháng những kẻ phản kháng đã không thành công, không có nghĩa là sẽ không có một nhà lãnh đạo mới có thể làm cho cuộc nổi dậy thành công trong tương lai. Ngươi bây giờ phải làm là cho ta một thái độ thực sự trong trái tim ta. Ngươi nếu cũng quyết định hỗ trợ yêu tộc để giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh này, nó cho thấy thái độ ngươi. Nếu ngươi không muốn can thiệp vào vấn đề này, hoặc tiếp tục đóng vai trò của một con rùa rụt đầu, chúng ta tự nhiên sẽ không ép buộc. Tiểu Hoa nói xong những lời này đồng thời, mấy người Long Khôn sau lưng đã mang theo một thế hệ trẻ tuổi của hai mạch trong lục đại hoàng tộc, đám thiên tri kiêu tử nhao nhao hiện thân. Thời điểm nhìn thấy đệ tử trẻ tuổi nhất mạch yên vũ hoàng tộc, sinh mệnh thể màu đen này cũng không có biểu hiện ra tâm tình ba động quá mức sao động, nhưng khi hắn nhìn thấy mấy người trẻ tuổi của hiên viên hoàng tộc phía sau, cũng không còn biện pháp tiếp tục bảo trì bình tĩnh. Ánh mắt sắc bén không hề chuẩn bị đột nhiên bắn ra, trực tiếp tập trung vào mấy đệ tử hiên viên hoàng tộc trẻ tuổi kia, cảm giác hít thở không thông đột nhiên, lập tức áp chế mấy tiểu chủ hiên viên hoàng tộc trẻ tuổi này không thở nổi. Dù sao tên trước mắt này chính là một đời yêu thánh người ta sừng là khóc máu, làm sao có thể là bọn họ những tiểu tử mới ra mắt có thể chống ngại được? yêu thánh các hạ, ngươi đây là tư thái gì? đường đường là yêu thánh cư nhiên cũng muốn khi dạy mấy tiểu bố trẻ tuổi này sao? linh giao là người đầu tiên nhìn không nổi, liền muốn tự mình ra tay, cắt đứt khắp huyết yêu thánh, tập trung vào khí tức linh lực trên người mấy tiểu bố trẻ tuổi của hiên viên hoàng tộc này, cũng là bị long khôn bên cạnh ngăn cản, quả nhiên long khôn sớm phát hiện yêu thánh này căn bản không có ý muốn gạt bỏ mấy người trẻ tuổi này. Hắn làm như vậy đơn giản là đang làm một loại thủ đoạn thăm dò cực kỳ đặc thù, cụ thể có mục đích như thế nào mọi người lại không rõ ràng lắm. Quả nhiên, loại trạng thái áp chế này cũng không duy trì quá lâu, rất nhanh khắp huyết yêu thánh liền đình chỉ, hành động thăm dò như vậy, ánh mắt một lần nữa trở lại trên người tiểu hoa. Nhìn ra được người nữ nhân này hẳn là lãnh đạo trong những người này, như vậy ta muốn biết chỉ dựa vào lời người mà nói, dựa vào cái gì mà thành lập cái gọi là điều kiện cơ bản đàm phán song phương, chẳng lẽ chỉ dựa vào ngươi hám miệng liền hy vọng xa vời có thể đạt được yêu tộc cùng nhân tộc cường giả đứng đầu thế lực lưỡng mạnh cùng tôn trọng sao ngươi cho rằng ngươi là trí cao thần tiểu hoa khẽ nở nụ cười chỉ bằng bản thân ta đích xác không có bản lĩnh này nhưng ta làm không được cũng không có nghĩa là những người khác liền làm không được ta cũng không phải là lãnh tụ tuyệt đối trong liên minh đoàn đội này lão đại từ dương của ta mới đúng tính toán thời gian nếu như bên kia hắn cũng thuận lợi mà nói không bao lâu nữa đồng dạng còn có hai vị cường giả cấp bậc yêu thánh khác dưới sự dẫn dắt của lão đại từ dương ta chạy tới bên này gặp gỡ ngươi khắp huyết yêu thánh cười lạnh một tiếng ta biết sau lưng ngươi còn có nhân vật cường đại hơn ta nhất định phải nói rõ một điểm các ngươi làm như vậy mục đích ban đầu coi như là về tương lai của yêu tộc mà suy xét ta thân là một thành viên trong yêu tộc cũng cảm tạ hành động cùng suy nghĩ của các ngươi nhưng ta khuyên ngươi một câu vẫn là không nên xen vào việc của người khác mâu thuẫn giữa yêu tộc cùng nhân tộc căn bản không phải trong một sớm một chiều liền có thể hóa giải cho dù cái gọi là lão đại ngươi kia có thể khuyên bảo cường giả cấp bậc yêu thánh khác gia nhập trận doanh đàm phán này ta cũng không có hứng thú duy trì các ngươi hiện tại mời các ngươi lập tức rời khỏi lãnh địa của ta để tình các ngươi lần này là vì vận mệnh yêu tộc đến địa bàn của ta ta sẽ không so đo với các ngươi nhưng muốn mời ta ra mặt cùng các người tham dự loại chuyện này ta chỉ có thể nói si tâm vọng tưởng bản tôn căn bản không có hứng thú cùng các người đánh nhau tiểu nháo vẫn là câu nói kia ở trước mặt trí cao thần các ngươi cầu xin như vậy căn bản không có ý nghĩa gì chỉ có nắm trong tay lực lượng đủ cường đại để lật đổ trí cao thần ý chí các ngươi mới có thể ở trước mặt hắn có đủ quyền nói chuyện nếu không làm như vậy không khác gì lấy chứng thoại đá sau khi biểu lộ thái độ của mình khắp huyết yêu thánh làm việc hóa thành một đạo quang ảnh màu đen lại một lần nữa biến mất tại chỗ mà nương theo hắn rời đi toàn bộ huyết sắc lĩnh vực do khắp huyết yêu thánh khống chế Thông nguyên mỗi một tấc đất đều nhấc lên một trận chấn động kịch liệt khó có thể kháng cự mặt đất đang run rẩy chung quanh tất cả huyết mạch khí tức tựa hồ đều theo một hồi chấn động này trở nên vô cùng sao động hóa thành một hồi huyết vũ tanh phong du tàu trong thiên địa không lúc nào không ảnh hưởng đến tất cả sinh mệnh thể bị bao bọc trong đó lúc này đây cho dù là cường giả đứng đầu cấp bậc như tiểu hoa cũng cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể mình tràn đầy mà bốc lên đủ để thấy khắp huyết yêu thánh nghiêm túc thực lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào thật cường đại người này mang đến cảm giác áp bách thật sự là toàn bộ một phần cường đại nhất trong tất cả yêu tộc côn luân thâm uyên đi nếu là không cách nào tranh thủ được loại cấp bậc này đỉnh cấp yêu thánh ra mặt chỉ sợ đối với chúng ta thành lập hòa đàm trận doanh cũng sẽ có nghĩa là mất đi một khối lợi thế trọng yếu nhất bất luận như thế nào ta cũng không thể làm an dương thất vọng lúc này đây nếu chúng ta đã bắt được nhiệm vụ này vô luận như thế nào cũng phải thuyết phục cái tên ra hỏa tính tình cổ quái này gia nhập vào trong trận vinh hòa đàm tiểu hoa ở sâu trong nội tâm của mình đặt ra mục tiêu như vậy mà nàng cho tới bây giờ đều là một nữ nhân kiên định, căn bản sẽ không vì hoàn cảnh bên ngoài mà dao động ý chí của mình. Quả nhiên, sau khi xác lập mục tiêu nhiệm vụ như vậy, Tử Hoa không còn do dự nhiều hơn nữa, bắt đầu vận dụng pháp tác quang minh hình thái hoàn chỉnh của mình, điên cuồng chiếu rọi mảnh đất bị huyết sắc quang ảnh nhuộm đỏ, hiển nhiên, động tác như vậy của nàng đã biểu hiện thái độ của mình, phải dùng thực lực để tranh thủ đủ tiếng nói cho mình. Đám người khắp huyết yêu thánh ta nếu đã đi tới cái chỗ này, tuyệt đối sẽ không tay không trở về tranh thủ được sự duy trì của ngươi chính là mục đích duy nhất của chuyến đi này của chúng ta nếu không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ này chúng ta tự nhiên cũng không có lợi thế cùng a dương dặn dò bởi vậy chỉ có thể ủy khuất người một chút tiểu hoa nói ra những lời này lòng khôn ở một bên cũng không nhàn rỗi trực tiếp lộ ra một tia cười lạnh tinh thần lực cường đại phối hợp chung quanh vô cùng rực rỡ kim sắc quang mang hàng lâm hình thành hai cỗ lực lượng đủ cường hãn bước tới cuối lĩnh vực huyết quang vô tận bao phủ vị trí hắc sắc quang mang kia biến mất Ha ha, chỉ bằng hai người các ngươi cũng dám làm càn trên địa bàn của ta như thế. Xem ra ta thật sự là cho các người thái độ có chút quá tốt, để cho các người không để ý uy nghiêm của ta. Thanh âm sinh mệnh thể màu đen nói chuyện cũng trở nên vô cùng lạnh như băng, cũng là vào giờ khác này đường nét vốn đã biến mất của hắn huyện hóa ra, chỉ là cùng lúc trước bất đồng, lần thứ hai xuất hiện khốc huyết yêu thánh, thân thể của hắn bên ngoài đã bao trùm một tầng hồng hắc độc thù khải giáp. Không biết loại khải giáp này chính là lực lượng đặc thù mà hắn dùng sinh mệnh lực yêu tộc vô cùng cường đại của mình ngưng tụ mà thành, có khải giáp hộ thể, cho dù tinh thần lực ngưng tụ mà thành kiếm quang khổng lồ, bao gồm cả kim sắc quang minh pháp tác chung quanh, lực lượng cũng không có cách nào đem sinh mệnh thể màu đen của nó hoàn thành giam cầm. Tất cả thuộc tính nguyên tố bao trùm chung quanh thân thể hắn, dĩ nhiên đều giống như đụng phải quy tắc phạm vi tới hạn ở thân thể của khốc huyết yêu thánh, vị trí mười bên ngoài, tự động tiêu tán hoặc chuyển đến vị trí khác thủ đoạn quỷ dị như vậy cho dù là tiểu hoa cùng long khôn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy làm thế nào điều này có thể xảy ra chẳng lẽ tên gia hỏa này đã có thể tùy tâm sử dụng sáng tạo độc quyền cho lĩnh vực không gian của mình đây căn bản cũng không phải là linh hồn cảnh giới mà một yêu tộc có thể đạt tới bọn họ cũng không có bản năng có thể trực tiếp khống chế pháp tắc như vậy xuất hiện tình huống như vậy cũng chỉ có một loại giải thích tên này đồng dạng cũng là yêu thú nhân hồn đỉnh cấp quan trọng hơn là cường độ nhân hồn của hắn so với tất cả yêu tộc lúc trước cả phải đều cường đại hơn nhiều có lẽ năm đó khi hắn tiếp nhận côn luân thần đạo trí cao thâm trừng phạt, cũng đã có được tu vi tương đối khủng bố, loại tồn tại cấp bậc tu luyện như hắn, cư nhiên cũng sẽ bị trí cao thần ý chí trừng phạt, linh hồn của hắn vốt cuộc đã từng trải qua đau khổ như thế nào. Tiểu hoa bắt đầu theo bản năng, đối với linh hồn nhân tộc ẩn nấp bên trong sinh mệnh thể màu đen này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Bởi vì trong phán đoán của tiểu hoa, nếu không phải là hồn người này, năm đó đụng phải điều cấm kỵ lớn nhất của côn luân thâm đạo chí cao thần, với thực lực như hắn chỉ sợ đều sẽ được giá miễn. Bởi vì không có bất kỳ một cái thần đạo lĩnh vực nào sẽ dễ dàng buông tha, có được loại thực lực đỉnh cao này nhân tộc hộ vệ cường giả. Ta rất tò mò cường giả cấp bậc tông sư có thể tự nghĩ ra không gian lĩnh vực, cư nhiên cũng sẽ có kết cục bị xử phạt cùng trục xuất, có thể cùng ta chia sẻ một chút kinh nghiệm, người một chút hay không. Linh hồn tiểu hoa truyền âm, xuyên thấu qua không gian lĩnh vực này thẳng đến trước mắt, sâu trong đầu khắp huyết yêu thánh, trong lúc nhất thời cũng làm cho đối phương ngâm vào chậm chạp trong chốc lát. Ha, ha muốn cùng ta chia sẻ quá khứ ngươi còn chưa đạt tới thực lực như vậy cũng không có tư cách như vậy vẫn là trước tiền đánh nát lĩnh vực không gian ta ngưng tụ ra lại đề cập đến yêu cầu quá phận như vậy đi